Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Học Kế Toán Online và chia sẻ kiến thức về kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp. Tại video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái nguyên tắc để ghi nhận chi phí cho một cái dự án bất động sản của một doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực về bất động sản. Thế thì trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư xây dựng một cái công trình, đó là bất động sản, đó là gì? Một là một cái công trình xây dựng hoặc là gì, một cái dự án đất nền, thì toàn bộ các chi phí được tập hợp theo nguyên tắc nào và kết chuyển chi phí khi mà chúng ta thì thực hiện việc thì việc lập báo cáo tài chính cuối năm, thì chúng ta kết chuyển chi phí như thế nào. Thì tại video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái nguyên tắc để chúng ta thì phản ánh đúng toàn bộ các chi phí trong cái quá trình chúng ta thực hiện đầu tư một cái dự án bất động sản. Tôi là Lưu Mạnh Thắng, là chuyên gia trong lĩnh vực về kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hiện tôi đang là giám đốc tài chính kế toán trưởng của một doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực về bất động sản và kinh doanh hạ tầng. Trong thời gian vừa qua, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn liên quan đến cái việc mà chúng ta làm sao để chúng ta có thể ghi nhận được chi phí và doanh thu cho cái lĩnh vực về bất động sản một cách gì, một cách đúng và phù hợp với quy định của luật, với cái một doanh nghiệp là gì, là chủ đầu tư của một gì, của một cái dự án bất động sản. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ cái nội dung mà các bạn đã hỏi trong cái video ngày hôm nay. Thế thì cái đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây về mặt thì hạch toán chi phí, đó là gì, tập hợp toàn bộ cái chi phí đầu tư trong cái quá trình chúng ta thực hiện, và hai là chúng ta thì thực hiện kết chuyển để phản ánh thì cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vào cái cuối cái kỳ hay là cuối năm chúng ta lập báo cáo tài chính, thì chúng ta kết chuyển cái chi phí đó theo cái nguyên tắc này. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn lần lượt từng vấn đề sau đây. Thế thì thứ nhất, đó là cái chi phí đầu tư. Cái chi phí đầu tư là chi phí doanh nghiệp bỏ ra trong gì, trong suốt cái quá trình doanh nghiệp thực hiện cái dự án đó. Thế thì một cái hoạt động đầu tư thì nó gồm rất là nhiều các cái khâu. Thế nhưng cái khâu mà bộ phận kế toán một cái doanh nghiệp bất động sản cần phải ghi nhận, thì đó là một cái quá trình mà chúng ta thì tập hợp toàn bộ các cái gì, các cái hồ sơ pháp lý có liên quan đến cái hoạt động đầu tư. Thế thì từ cái lúc mà lập dự án đầu tư cho đến cái gì, đến cái lúc quyết toán kết thúc cái dự án đầu tư, thì suốt cái khoảng thời gian đó thì toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến cái hoạt động đầu tư thì sẽ được kế toán ghi nhận và tập hợp vào gì, vào sổ sách kế toán theo gì, theo cái nguyên tắc để được quy định trong gì, chuẩn kế toán thông tư 200 của Bộ Tài chính. Thế thì cái việc mà ghi nhận này thì chúng ta được phản ánh trên cái tài khoản 154, tức là về mặt nghiệp vụ kế toán thì chúng ta hạch toán nó trên cái tài khoản 154. Chúng ta hạch toán nó trên tài khoản 154, tức là thì toàn bộ cái chi phí đầu tư trong suốt cái quá trình chúng ta đầu tư xây dựng dự án của chúng ta, thì chúng ta hạch toán trên tài khoản 154. Tài khoản 154 là tài khoản để tập hợp chi phí đầu tư xây dựng gì dở dang, tức là cái chi phí dở dang của chúng ta, tức là nó chưa tạo ra doanh thu, thì chúng ta phải tập hợp trên cái tài khoản dở dang. Thế thì về mặt nghiệp vụ kế toán, về mặt nguyên tắc kế toán thì nó không có gì phức tạp, không có gì khó khăn ở đây cả. Bởi vì nó chỉ là một cái gì, một cái những cái bút toán chúng ta hạch toán. Thế thì trong suốt cái quá trình thực hiện dự án đầu tư thì nó chia làm rất nhiều các gói thầu khác nhau. Và mỗi một cái gói thầu khác nhau thì nó sẽ có gì, có từng lần chúng ta thì chúng ta hạch toán chi phí khác nhau. Bởi vì mỗi một cái gói thầu nó sẽ gì, sẽ chia làm nhiều giai đoạn khác nhau. Phần móng thì nó sẽ có gì, có cái chi phí cho phần móng, có hợp đồng xây dựng của phần móng. Phần thân thì nó có chi phí của phần thân. Phần mái nó có chi phí của phần mái. Phần hệ thống chống cháy nó có gì, có hợp đồng của hệ thống chống cháy. Hệ thống cửa thì nó có hợp đồng của hệ thống cửa. Hệ thống thoát nước thì nó có phần của hệ thống thoát nước. Ví dụ như là hợp đồng sơn thì nó có cái gì, có hợp đồng phần sơn, tức là gì? Rất là nhiều các chi phí khác nhau, từ chi phí thiết bị cho đến chi phí xây dựng, cho đến các chi phí tư vấn và giám sát. Một cái dự án đầu tư thì nó sẽ gì, được chia ra nhiều các cái hợp đồng khác nhau, và mỗi một cái hợp đồng đó thì nó sẽ có gì, có từng lần thì chủ đầu tư và các cái gì, các cái nhà thầu thi công sẽ nghiệm thu và thanh toán theo giai đoạn, và nghiệm thu theo giai đoạn, và mỗi một cái lần nghiệm thu theo giai đoạn đó thì sẽ gì, sẽ phát hành ra một cái hóa đơn để thì bộ phận kế toán có thể ghi nhận cái chi phí đó, và toàn bộ cái chi phí đó thì sẽ được tập hợp trên cái tài khoản 154. Thì là về nghiệp vụ kế toán thì nó không có gì phức tạp cả. Sau khi nghiệm thu quyết toán từng giai đoạn một thì kế toán sẽ hạch toán chi phí tương ứng vào gì, vào tài khoản 154 để phản ánh cái chi phí đầu tư xây dựng. Và cuối kỳ thì chúng ta thì lên báo cáo tài chính. Đó là một cái nguyên tắc rất là gì, rất là đơn giản và bình thường đối với cái nghiệp vụ kế toán cho cái hoạt động đầu tư này.
của thì một cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chúng ta đầu tư một công trình, dù cái sản phẩm bất động sản của chúng ta nó là có là công trình hay nó là có là cái gì một cái dự án đất nền, thì cái nguyên lý về thì về hạch toán kế toán nó không có gì khác nhau cả, chúng ta đều tập hợp trên tài khoản 154 cho toàn bộ cái chi phí đầu tư suốt cái thời gian chúng ta xây dựng. Thì tùy cái công trình, tùy cái quy mô mà nó có thể kéo dài 1 năm, 2 năm hoặc có thể 3 năm hoặc có thể kéo dài lâu hơn nữa, thì đó là gì? Đó là do quy mô, cái tính thì phức tạp của công trình hay tính đơn giản của công trình nó sẽ quyết định cái thời gian. Thì ở đây chúng ta không bàn đến ngoài mặt thời gian sâu và về mặt kỹ thuật, mà chúng ta chỉ nói rằng là cái việc mà chúng ta thì tập hợp chi phí nó được thực hiện trên cái tài khoản 154, chúng ta phải đưa vào cái tài khoản 154 trước khi chúng ta thì thực hiện việc kết chuyển. Thế tuy nhiên thì khi mà chúng ta thì thực hiện cái gì, cái dự án của chúng ta, thì chúng ta không thể quyết toán ngay được ngay, mà chúng ta có thể bán sớm. Tức là gì, cái việc mà chúng ta bán hàng, bởi vì nó là một hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản, và đối với cái đặc thù bất động sản thì cái sản phẩm của chúng ta có thể thì chưa quyết toán cả công trình, tức là cái công trình của chúng ta chưa lập cái báo cáo quyết toán, thì chúng ta có thể đã bán được cái gì, cái sản phẩm của chúng ta cho khách hàng rồi, và có thể ghi nhận được doanh thu rồi, nó đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu rồi. Mặc dù công trình của chúng ta thì chưa quyết toán, nhưng chúng ta đã đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu rồi. Và khi ghi nhận doanh thu thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải kết chuyển chi phí để thì thực hiện thì cái gì, cái xác định cái kết quả kinh doanh. Bởi vì nó đã có doanh thu thì phải gì, phải có chi phí. Bởi vì doanh thu được ghi nhận, đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu, thì ở cái video trước tôi đã chia sẻ với các bạn cái nguyên tắc để ghi nhận doanh thu rồi. Tức là gì, khi chúng ta thì ký hợp đồng thì bán bất động sản cho khách hàng, hoặc là ký hợp đồng chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất cho khách hàng, và chúng ta có biên bản bàn giao nhà cũng như biên bản bàn giao đất tại thực địa, thì chúng ta đã đủ điều kiện để chúng ta ghi nhận doanh thu rồi. Tuy nhiên tại thời điểm đó thì cái công trình đó, cái dự án đó của chúng ta chưa thực hiện quyết toán, cả cái dự án đó, cả cái công trình đó chưa thực hiện quyết toán, nhưng doanh thu thì đã được ghi nhận rồi. Nhưng vì doanh thu đã được ghi nhận rồi thì theo quy định của cơ quan thuế thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải ghi nhận cái chi phí tương ứng với cái doanh thu chúng ta ghi nhận. Có thể chúng ta chưa bán hết toàn bộ dự án, mà chúng ta chỉ bán được một phần của nó. Ví dụ như là cái dự án của chúng ta có thì có 1.000 cái người khách hàng mua, tức là nó có 1.000 căn hộ, nhưng chúng ta mới bán đâu đó được khoảng tầm 300 căn hộ. Thế thì 300 căn hộ đấy chúng ta đủ điều kiện, chúng ta ghi nhận doanh thu rồi, tức là chúng ta đã ký được hợp đồng bán căn hộ, chúng ta đã ký được cái biên bản bàn giao căn hộ rồi, thì chúng ta phải ghi nhận doanh thu của 300 căn hộ mà chúng ta đã ký hợp đồng, mà chúng ta đã ký biên bản bàn giao cái căn hộ cho khách hàng. Thế thì tương ứng với cái doanh thu đó thì chúng ta phải ghi nhận một phần chi phí của cả gì, của cả dự án, chứ không phải là chi phí toàn bộ cái chi phí chúng ta tập hợp trên cái tài khoản 154, mà một phần cái chi phí chúng ta đã gì, đã tập hợp trên tài khoản 154 sẽ được gì, sẽ được kết chuyển vào và chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, cùng với cái kỳ mà chúng ta ghi nhận doanh thu, để chúng ta xác định cái kết quả sản xuất kinh doanh là lỗ hay là lãi cho cái gì, cho cái năm tài chính đó. Thế thì cái chi phí mà chúng ta kết chuyển vào từ cái tài khoản 154 vào gì, vào cái tài khoản 911, thì chúng ta cần phải gì, cần phải được xác định trên gì, trên cái mét vuông kinh doanh. Đó là gì, quy định tại gì, tại cái thông tư 78 về cái việc mà xác định cái chi phí cho cái doanh nghiệp bất động sản khi mà chúng ta thì thực hiện cái kết chuyển chi phí kinh doanh. Đó là gì, là toàn bộ cái chi phí đầu tư của chúng ta phải được tính ra cái mét vuông kinh doanh, và tương ứng với mỗi một cái mét vuông chúng ta đang kinh doanh thì chúng ta gì, chúng ta xác định được cái chi phí tương ứng với gì, với cái mét vuông chúng ta đã gì, đã ghi nhận doanh thu. Tức là toàn bộ chi phí của chúng ta sẽ được chia cho tất cả các mét vuông chúng ta đang kinh doanh, và chúng ta cái đơn giá đó sẽ được nhân với cái gì, với cái mét vuông mà chúng ta đã thì đã ghi nhận doanh thu, để chúng ta xác định cái chi phí kinh doanh trong kỳ. Thì đó là gì, là cái nguyên tắc được quy định tại gì, tại thông tư 78 của Bộ Tài chính về việc thì hướng dẫn chúng ta về việc thì xác định cái chi phí cho cái doanh nghiệp bất động sản trong thì trong cái quá trình mà chúng ta ghi nhận doanh thu, thì cái chi phí tương ứng nó sẽ được thực hiện theo cái nguyên tắc đó. Thì trên đây là những cái chia sẻ của tôi về thì về cái việc chúng ta ghi nhận chi phí đối với một cái doanh nghiệp là chủ đầu tư của một cái dự án bất động sản, thì trong suốt cái quá trình đầu tư thì nó sẽ gì, sẽ có giai đoạn đầu tư và có sẽ giai đoạn kinh doanh. Giai đoạn đầu tư là giai đoạn chúng ta tập hợp chi phí trên tài khoản 154, và giai đoạn kinh doanh là giai đoạn chúng ta xác định kết quả kinh doanh và xác định doanh thu tương ứng với gì, với những cái căn hộ, với những cái gì, với sản phẩm chúng ta đã gì, đã bán cho khách hàng, đã ký hợp đồng. Thế thì khi chúng ta bán thì chúng ta ghi nhận doanh thu tương với ghi nhận chi phí, và việc ghi nhận chi phí thì được thực hiện trên cơ sở gì, là mét vuông kinh doanh nhân với gì, nhân với cái căn hộ mà chúng ta đã gì, số căn hộ mà chúng ta nhân với đơn giá trên một mét vuông kinh doanh, đơn giá đầu tư trên một mét vuông kinh doanh nhân với số mét vuông mà chúng ta đã gì, đã thực hiện ghi nhận.
doanh thu, thì đó là gì? Đó là cái nguyên tắc ghi nhận chi phí đối với một cái gì, một cái dự án bất động sản hoặc là một cái dự án đất nền thì cũng tương ứng như vậy. Trên đây là những cái chia sẻ của tôi về những cái nguyên tắc đơn giản để chúng ta có thể ghi nhận doanh thu cho một cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực về bất động sản. Nếu các bạn thấy video này hay và có giá trị thì hãy ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút chia sẻ và ấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của tôi trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.